Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Tí Hon. Và mình vừa mới bị ăn hành xong các bạn. Mình vừa mới bị cái con nào đó nó nhảy vô nó giết mình. Ok, thì trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký để ủng hộ cho channel của mình nha. Để mình có động lực làm tiếp. Ngoài ra thì bạn hãy comment hướng dẫn mình chơi cái game này đi. Cái game này mình thấy khá là hay. Và trong cái tập trước ấy thì có rất là nhiều bạn comment, và có một số bạn kêu là: anh ơi, em chơi cái game này á, em tải nó miễn phí ở trên điện thoại. Thì có thể là ở trên điện thoại các bạn tải miễn phí, hoặc là ở bạn tải crack ở trên máy tính nó miễn phí. Nhưng mà mình muốn chơi những cái bản cập nhật mới nhất thì mình đã tải trên Steam và nó cũng chỉ có 30k thôi, thì cũng chỉ bằng hai ổ bánh mì. Tại sao chúng ta không ủng hộ nhà phát hành bằng cách là mua game, đúng không các bạn? Thì ok, trong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm cái gì? Mình dự định là trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là nuôi những cái con thú vật và làm những cái ruộng. Thì có rất là nhiều bạn comment cho mình biết là cái game này nè, nó có cây giáo nè, rồi nó có những cây súng, cây nỏ rất là nhiều. Và hy vọng là wow, có trái banh nữa. Và hy vọng á là mình sẽ chế tạo được những đồ này, tại vì những cái đồ này á nó còn có vàng, có sắt, có kim cương thì hiện tại là mình chưa kiếm được. Và có rất là nhiều đồ trang trí hiện đại thì cái này nó cũng rất là thích hợp cho mình, tại vì mình rất là thích chơi những cái game mà kiểu như xây dựng trang trí các thứ. Và cũng có rất là nhiều những cái bẫy các thứ. Và trong tập ngày hôm nay và hơi nhiều các bạn ơi, hy vọng là các bạn sẽ thông cảm cho mình nha. Và mình sẽ làm những cái hàng rào, tại vì có một số bạn comment là: anh ơi, anh làm hàng rào đi, chứ nếu không á là mình sẽ bị tụi quái ấy nó vào. Cho nên bây giờ mình sẽ làm hàng rào trước, và mình sẽ làm thật là nhiều que. Mình sẽ làm thật là nhiều gỗ. Rồi mình sẽ làm thật là nhiều hàng rào. Cái này là cái cửa nha các bạn, mình chỉ làm một cái cửa thôi. Và mình sẽ làm thật là nhiều hàng rào. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ, trước khi ấy mình sẽ gắn ở đây đi. Đó, lúc nãy mình bị con quái nó nhảy vô đây nè các bạn. Và mình sẽ làm một cái hàng rào cách nhà mình tầm wow, mình đang xây ở trên một cái mảnh đất kiểu như là nó hơi hơi không được bằng phẳng lắm. Ủa, cái này là mía đúng không? Yes, mía. Wow, hay lắm. Mía. Nói chung là cái game này giống kiểu cách chơi gần như là 99% là giống Minecraft các bạn, nhưng mà hình ảnh đẹp hơn và cũng như là có nhiều thứ hay ho hơn. Hy vọng là chúng ta có thể phát triển cái game này lên ở Việt Nam, tại vì mình nghĩ là có rất là nhiều bạn chơi nhưng mà chưa có quay game hay là chưa có làm những cái clip cho mọi người xem. Thì hy vọng là mình sẽ làm cái clip cho các bạn xem và các bạn sẽ thích cái game này nha. Và có thể là có một số bạn chơi trên điện thoại nữa thì các bạn có thể tải cái game này chơi. Và game này là mini block art nha các bạn, và mình sẽ đặt tên cho nó là Thế Giới Tí Hon, tại vì mini world cũng là thế giới tí hon rồi, nhỏ đấy. Cho nên mình đặt là Thế Giới Tí Hon. Và bây giờ mình sẽ up hết cái này và cách nhà mình ra 3 ô nha các bạn, để đảm bảo là chúng ta sẽ an toàn ở trong này. 1 2 3. Đấy, trong ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình nên xây một cái làm một cái ruộng và cũng như là nuôi những cái con thú vật. Mình nghĩ là có thể nuôi được, và nó chắc là đồ ăn tụi nó cũng giống như ở trong Minecraft thôi. Hiện tại mình đã làm cái hàng rào xong rồi các bạn, có một cái cửa đi ra, ha ha ha, vậy là nhà mình đã an toàn rồi đó. Ui, con gì vậy? What, con gì vậy? Con này là con gì vậy ta? Ủa các bạn ơi, con này con gì vậy? Các bạn có biết con này là con gì không? Mình không biết con đó là con gì nữa, mà tự nhiên nó xuất hiện ở trên cây và mình, nó đang bị mắc kẹt rồi, để mình vô mình giết nó. Thì mình vừa mới làm cây rìu bằng sắt nè, không biết. Nó chết luôn rồi. Và không biết là ok, thì mình đã làm cây rìu bằng sắt để đi chặt cây các thứ nè. Và mình có rất là nhiều gỗ luôn. Này các bạn có thể thấy, một stack gỗ và 39 cái. Và có rất là nhiều đá. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái khu vực để chăn nuôi nha các bạn. Tại vì mình làm cái chỗ này nó hơi cao nè, cho nên bây giờ đi lên đi xuống hơi khó. Có thể là mình sẽ ốp cái phần này lại. Và chúng ta có... Ủa, này là gravel. À đây, sỏi. Ủa, không có đất rồi. Mình không có đất rồi các bạn ơi. Thôi kệ. Ây da. Thôi kệ, mình
sẽ để tạm cái slab ở đó nha. Và bây giờ là có thể là mình sẽ làm cái đuốc cắm xung quanh nữa, là chúng ta đã an toàn rồi. Và xung quanh đây thì mình cũng kiểu như là chặt hết mấy cái cây luôn rồi. Các bạn có thể thấy mình có rất là nhiều mầm, 30 mấy cái mầm luôn, 34 cái mầm, 35 cái mầm. Thì mình có thể là trồng lại mấy hồi, đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy cái này dọn một ít đất, và chúng ta sẽ làm một cái chỗ để trước mắt á, mình nghĩ á là mình sẽ làm một cái chỗ để trồng lúa trước. Và mình không biết cái này nó có cái xô không, để mình vào mình coi thử có cái xô để chúng ta múc nước trước. Đây, chính xác đây đúng không? Chính xác luôn các bạn. Và nó còn có cây này, mình chỉ cần cây hâu này thôi, tại vì bằng đá thôi, làm bằng sắt thì nó sẽ rất là phí. Đây, để mình thử đi múc nước coi, nếu mà nó giống trời. Wow, nó thiệt, cái game này có thể là nó bắt chước Minecraft luôn á, mình không biết có phải không. Nhưng mà không biết cái game này với lại Minecraft thì cái nào ra trước. Nhưng mà mình thấy là cái cách chơi của tụi nó là giống nhau tới 90% các bạn. Múc nước cũng có nước vĩnh cửu, cũng có... À đây, đúng rồi, đây là đất nè. Nó cũng có nước vĩnh cửu, cũng có các thứ nói chung là giống nhau ấy. Cho nên chơi, các bạn chơi được Minecraft rồi á thì chơi cái game này rất là dễ luôn, cực kỳ dễ luôn á. Ây da, 1 2 3, đó, chúng ta có thể đi lên mà không cần phải nhảy. Và khu vực bên này hoặc là bên này đi, bên này mình sẽ để là chúng ta sẽ sử dụng cây hâu cuốc, đúng không? Chính xác luôn. 2 3 4, không biết là cái nguồn nước á, nếu như mà giống Minecraft thì một nguồn nước này nó sẽ được 5 ô, nhưng mà còn cái này không biết thể được mấy ô nữa. Nhưng mà mình để cứ để coi thử coi nha, để coi thử nó ăn được mấy ô. Ủa, cái đất vàng này là nó ăn được chứ? 1 2 3. Ê, giống Minecraft là 4 ô, thấy chưa các bạn? Vậy là nó cũng được 4 ô y chang Minecraft luôn ấy, mình nghĩ là như vậy. Ok, thì mình nghĩ là mình sẽ trồng những cái lúa ở đây đi. Và đây là những cái hạt giống lúa nè, đó các bạn có thể thấy đấy. Và xung quanh đây thì chắc chắn là nó chưa có ấy được rồi, mình nghĩ là đảo này lên đi nhìn cho nó đẹp, hơi xấu ấy. Đấy, xếp vô đó. Ở đây thì chắc là phải đào chỗ này nè, tại vì chỗ này nó không nhận nước đúng không? 1 2 3 4, hy vọng là như vậy. Ok, thì mình chỉ có một ít thôi à. Nhảy lên có bị không? Ồ, không bị giống như trong Minecraft các bạn ơi. Mà mía thì nó cũng có thể đập như thế này luôn. Đấy, mình sẽ trồng trọt chăn nuôi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cần kiếm một cái khu, mình nghĩ là bên này đi. Đấy, mình sẽ dọn bên này phẳng phẳng một tí, để chúng ta sẽ dẫn những con thú về. Thì mình nghĩ là con gà nó cũng sẽ ăn hạt giống. Con heo ăn gì ta? Mình chưa thấy cà rốt khoai tây ở trong này hết. Trong Minecraft thì nó ăn cà rốt khoai tây, nhưng mà trong này thì không biết là nó ăn cái gì. Thì chúng ta sẽ làm những cái chuồng tầm 5x5 đi. Sau này mình có thể là mình xây phần mái lên sau cũng được, nhưng mà trước mắt thì mình sẽ làm cái chuồng 5x5 trước. Và trong đây thì chỉ có gỗ, đá, các thứ. Không biết là sau này thì mình có những cái loại vật liệu nào khác giống như trong Minecraft không, như là andesite nè, các thứ. Ôi, mình bị hư rồi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái loại vật liệu khác để trang trí chứ, đúng không? Bây giờ mình sẽ phải làm mấy cái que, cái que trước. Chắc là làm một cái cây, mình nghĩ là nên làm cái luôn cây xẻng bằng sắt đi, tại vì có thể là chúng ta sẽ cần phải sử dụng khá là nhiều để đào mà, cho nên đầu tư mạnh cho nó đi. Bằng sắt thì đó, các bạn thấy đào nhanh không? Lúc nãy bằng đá đào chậm rì à. Bằng sắt chúng ta đào nhanh hơn hẳn luôn. Đấy. Ok. Ở đây được không ta? Bên kia mình có chó sói, có gà đâu, để mình thử coi mình có dụ được con gà về không nha, bằng cái hạt giống này không nè. Không được rồi bạn ơi, vậy làm sao để mình có thể dụ được thú vật về như các bạn? Con gà nó không ăn cái này, nó không, có thể là con gà nó sẽ ăn lúa. Và bây giờ mình sẽ kiếm con khác thôi. Thì trong đây á, mình vừa mới chuyển sang tiếng Việt ở bạn, nó kêu là cho heo, bò, dê ăn để nhận được phân động vật. Đâu, thử coi. Ồ, vậy là nó đi theo mình nè, vậy là con gà có thể là nó sẽ ăn lúa. Và bây giờ thì ok, nếu như đã như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ quay trở về để làm một cái chuồng nha các bạn. Và mình vừa mới chuyển sang tiếng Việt để chúng ta chơi cho nó dễ hơn, tại vì
có tiếng Việt tại sao chúng ta không xài, đúng không? Thì có thể là game này á nó có phát hành trên điện thoại các bạn, cho nên chơi trên máy tính này nó cũng không nó hỗ trợ hơi kiểu như nó hơi kỳ kỳ tí, nhưng mà không sao, chơi vẫn ok, vẫn không có ảnh hưởng gì hết. Bây giờ mình sẽ dọn chỗ này một tí để rộng rộng ra này, để chúng ta còn kiếm thêm mấy cái hạt giống. Mình không, mình vẫn chưa biết là chúng ta lấy phân động vật để làm cái gì, nhưng mà cứ dụ tụi nó về nuôi cái đã, không biết là nhân giống tụi nó như thế nào đã, nhưng mà kệ, dụ về cái đã. Bây giờ mình sẽ dọn chỗ này ra một xíu đã, để chúng ta lấy thêm một phần diện tích nho nhỏ nữa. Thì dạ, wait, ok. Chỗ này dọn luôn. Cái này có vài bữa nữa mình sẽ dọn hết. Mình xây cái nhà ở cái nhà lên, cái nhà nó hơi cao nhưng mà không sao. Xung quanh này chúng ta dọn hết cũng được, cái nhà nó cao cũng lên một ô thì an toàn thôi. Đầu xây chuồng các bạn, mình vừa mới ốp đất lại xung quanh này nè. Xây mình nghĩ là một cái chuồng sẽ là 7x7. Nè, ở trong này là 7x7 nha các bạn. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Mình sẽ chặt ở đây đi. Chặt ở đây đi, cứ cách 3 ô chúng ta sẽ làm một cái, cứ 3 ô, cách 3 ô là chúng ta sẽ đặt cái trụ xuống nha. Ây da. Lẹ, chờ tối. Đây. Ok. Đấy. Thì cái chuồng này chắc là làm cái chuồng heo trước đi, cái chuồng mấy con heo rừng á. Tại vì mình thấy có vẻ là mấy con heo rừng nó ăn cái hạt giống này thì chúng ta có thể dẫn về nhanh hơn. Đấy. Ok, cái hàng rào đâu? Hàng rào mình đã làm rất là, ui trời tối rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Tôi không muốn chết đâu. Ôi, nhanh lên các bạn ơi. Trời ơi, còn đặt sai nữa chứ. Đấy, và cái này á nó giống như mod gì các bạn. Khi mà bạn có đồ ở trong người á mà bạn đặt hết ở dưới ô á, nó sẽ tự động lấy ở trong người ra nha. Đó. Thôi ở đây mình đặt cái cửa vô. Không thể tin được. Ok. Rồi. Ở đây có slab gỗ thì chắc mình đặt ở đây. Đấy. Đấy. Trời ơi, thiếu hai cái rồi. Và ở đây thì có đuốc, mình cắm ở đây. Cắm ở đây, đảm bảo là nó sẽ sáng chân luôn. Ok, dụ con heo về thôi. Nhanh lên, mặt trời sắp lặn rồi. Nhanh lên. Con gà nó không ăn hạt giống, mình nghĩ là con gà ăn lúa. Ok, gà ăn lúa thì tí nữa mình trồng rồi, mình đã có trồng lúa rồi. Còn thịt đâu? Mình ăn miếng thịt vô. Mình cần hai con heo. Mình cần phải dụ hai con heo về. Cái này mới có một con à. Mình cần dụ thêm một con nữa. À, với lại mình có cái này nè các bạn. Cái này là dango rừng, dùng với địa điểm mục tiêu tạo ra một con dango rừng có thể dùng kẹo gum thuần phục. Wow. Và mình đọc á là nó kêu là sau khi thuần phục cưỡi lên nó nhảy liên tiếp, đất có thể nhảy lên tiếp càng cao, nó có thể xuất hiện ở địa hình vách đá. Tức là khi mà mình bấm cái cục đó xuống á thì mình sẽ triệu hồi ra một cái con dango rừng, là cái con gì đó mình cũng không biết nữa, nhưng mà chúng ta có thể là cưỡi được nó. Wow, các bạn thấy sao, có hào hứng không? Đấy. À, chúng ta, ui có bụng xương, ui có đồ nữa. Đấy thì mấy cái này giống như kiểu là đồ nó cũng có nhiều heo lắm. Bây giờ mình sẽ về ngủ một cái cho trời nó sáng đi, rồi chúng ta sẽ đi dẫn hết mấy con heo rừng về nhà nha các bạn. Mình đã thấy hai con heo rừng rồi. Lên em. Lên đây. Chết, mình rớt dưới luôn rồi. Hai con heo đang đánh nhau. What? Hai con heo đang hút nhau. No. Đừng hút nhau. Để mình dọn đường cho tụi nó lên cái đã. Hey. Lên đây. Ôi, tụi nó không đi theo mình luôn chứ. Mấy này ngu quá à. Thôi kệ đi, mình không dụ mấy con đó nữa đâu. Hai con heo hút nhau nữa chứ. Thiệt không có tin được. Hai con heo này. Này một con nè, đi qua bên này một dụ thêm con nữa. Ui, nó chạy nhanh thiệt lắm. Ủa con này là con gì ta? Con bò hay con heo ta? Rớt xuống nước khó chịu nha mấy con này. À lúc nãy mình đập cái ấy nó cho chúng ta một cái đây. Có thể trồng trên lá cây đỏ dùng xong hồi 10 độ đói. Đá cây đỏ chắc là cái lá cây này nè. Mình nói chung là cái này nó có nhiều thứ hay ho hơn Minecraft. Ê, vậy thôi. Đó, một đống luôn.
Tuyệt vời, đi theo tao nào, nhanh lên. Đúng rồi. Con kia, ơ con kia. Đi đây 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 đây. Và trong thực trước á, thì mình bị chết các bạn. Mình bấm sử dụng cái ngôi sao để hồi lại. Thì khi mà bạn sử dụng ngôi sao á, để hồi lại á, thì nó sẽ không bị mất đồ. Nhưng mà nếu các bạn đã có cái giường rồi á, thì các bạn nên sử dụng cái kia. Sử dụng cái mà chết mất đồ. Tại vì nó cũng chả ảnh hưởng gì cả. Các bạn chết thì nó xuất hiện lại ngay chỗ cái chỗ mà bạn ngủ ấy, cái giường á. Và các bạn rớt đồ ra thì bạn nhặt lại thôi. Đó, đó. Còn cái mà chết mà hồi ngôi sao á, là dành cho bạn nào kiểu như là chưa làm giường thôi. Chết rồi nó sẽ xuất hiện lại ngay cái điểm bạn chết luôn. Và có đầy đủ đồ, không có bị rớt đồ ra ngoài. Nhưng mà nếu đã có giường rồi thì mình nghĩ là nên tiết kiệm ngôi sao. Ví dụ như để dành ngôi sao sau này có thể đi đâu đó xa ấy, thì mình hồi sinh lại. Chứ còn đừng có sử dụng ngôi sao khi mà ở nhà, tại vì nó rất là phí. Còn cái sao này mình nghĩ là chắc là mình đánh những con quái nó lên. Hoặc là mấy con này tự nhiên nó đánh nhau vậy. Vô đây, vô đây. Mình đang dẫn bình thường đi đánh nhau vậy. Đây. Chết rồi, mình quên mất. Mình quên mất là nó có thể leo qua được. Vô. Chết rồi, mình quên mất để mình đi làm mấy cái slap thiệt là nhanh nào. Ôi, quên mất chứ. Mình quên mất, chết tao. Rồi xuống đây. À, kiến trúc. Ok. Đây. Hey. Yo. Nhảy lên, đúng rồi. Cho hai tụi nó ăn sao ta? Mình không biết cho ăn sao nữa. Đây. Không biết sao cho. Cho heo. À, mình nghĩ á là chắc chắn là không cho ăn kiểu Minecraft rồi. Mình nghĩ là phải có cái máng. Để mình vô mình kiếm coi thử chúng ta có thể chế tạo được cái máng ăn không. Mình nghĩ như vậy thôi. Mình thường dùng cái máng ăn cho thú á. Mình không biết là có cần cái máng ăn không nữa. Nhưng mà hy vọng là cái suy nghĩ của mình đúng. Giếng trời gỗ nút tiếp xúc. Thùng xe leo núi thường dùng. Mình nghĩ là chắc là rương công cụ này mình làm rồi. Mình nghĩ là phải có cái máng ăn, không biết có đúng không thôi. Thức ăn gà đặt lên đất để gà ăn, xung quanh để đẻ trứng. Đặt lên đất để gà ăn, ăn rồi sẽ tìm ổ xung quanh để đẻ trứng. Vậy còi chó nè, để điều khiển chó nè. Bánh dăm bông, bánh quy. Có một sự nhầm lẫn các bạn, hình như con này là con bò chứ không phải con heo. Đây nè, con này là con bò. Đâu, để mình giết nó coi. Thì đúng rồi, con này là con bò. Mà con bò thì ăn lúa chứ không phải ăn hạt giống. Lúc nãy mình ngu người quá các bạn ơi. Mình đứng mình cho nó ăn hạt giống, nhưng mà không sao, mình có hai con rồi. Thì còn con heo thì ăn cà rốt như cũ, còn con gà chắc là ăn lúa. Hay da, thì ok, con gà ăn lúa thì, nhưng mà bây giờ mình chưa có lúa ấy, thì từ từ. Nhưng mà vô lý các bạn ha, các bạn có thấy là con bò thì dụ về bằng lúa, ấy bằng hạt giống, nhưng mà lại thì ăn lúa. Các bạn thấy vô lý không? Mình cũng chả hiểu được. Mà có thể là cầm lúa nó cũng sẽ về được. Bây giờ mình sẽ phải kiếm một ít thịt, cho nên mình bắt buộc phải giết tụi nó. Tụi mày thông cảm nha. Vì tình thế bắt buộc cho nên tao phải giết tụi mày. Hay da, vứt cái gì ra đây? Full đồ các bạn ơi. Con gà này thì chắc là lúa rồi, nhưng mà mình vẫn chưa tìm thấy con heo. Và chúng ta có thể cái này là chỉ dùng để không biết là nó có mấy cái ngôi nhà của dân làng không ta. Y chang ở trong Minecraft ấy, có gà, có đồ, có thú. Thôi, bây giờ mình sẽ về mình dùng hết cái hạt giống này nè. Mình sẽ trồng hết luôn cho nó mau lớn đi. Rồi từ từ chúng ta tính tiếp. Thì có một cái chuồng bò là ngon rồi. Đấy. Ok, thì
trong tập này mình đã làm một cái ruộng lúa rồi, mình làm một cái chuồng nuôi bò, thì trong tập sau á mình sẽ cố gắng là đi đào thêm thật là nhiều, và cũng như là cố gắng trồng lúa nè. Cái này chắc là sắp chín rồi á, cái này chắc là sắp chín rồi đó các bạn. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ cố gắng là đi đào thiệt là nhiều. À từ từ, mình sẽ bọc cái chỗ này lại của mình để đảm bảo an toàn cho mình đó, để đảm bảo an toàn. Và mình cũng sẽ đi đào thêm khoáng sản các thứ. Thì nếu như bạn nào thích cái video này của mình cũng như là thích cái game này ấy, thì đừng quên để lại cho mình một like và comment ý kiến của bạn về game này nha. Và nếu bạn nào thích mình làm tiếp tục game này ấy, hãy comment cho mình biết, cũng như là có những cái gì mà mình chưa biết ấy và mình thắc mắc ở trong video, nếu như bạn nào biết và giải đáp được thắc mắc của mình thì hãy giúp mình nha, comment để mình sẽ đọc hết. Và cũng như là cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Thế Giới Tí Hon nha. Bye bye.